chào mừng quý quan khách, quý phóng viên, quý độc giả đến dự buổi họp báo ra mắt tiểu thuyết Ngồi Miếu Quan Khóc của nhà văn Duy Lân. Và bây giờ, không để quý vị chờ đợi lâu nữa, sẽ là sự xuất hiện của nhà văn, tiểu thuyết gia, nhà báo Duy Lân. Duy Lân, Duy Lân, Duy Lân, Duy Lân. Dạ, lời đầu tiên cho Duy Long gửi lời chúc sức khỏe đến quý độc giả cũng như là các cô chú anh chị đồng nghiệp cùng chú chủ bút đây. Lời chúc sức khỏe, lời chào trân trọng nhất ạ. Để nói về hoàn cảnh ra đời cuốn tiểu thuyết này thì Duy Long xin phép được chia sẻ là đây cũng là một cái duyên và cũng là một nguồn cảm hứng kỳ lạ khi mà Duy Long được viếng thăm một ngôi miếu ở Long Xuyên. Nơi giữ linh hồn của một người đàn ông bị chết oan. Người đàn ông bị đánh chết bằng một vật gì đó không xác định rõ. Từ ngôi miếu về, cái câu chuyện này nó cứ ám ảnh Duy Long, ám ảnh ngay trong cả giấc mơ của Duy Long nữa. Đó là điều kiện để thôi thúc Duy Long cho ra đời cuốn tiểu thuyết Ngôi Miếu Quan Khóc ạ. Cảm ơn tất cả mọi người. Thật tình thì hôm nay tổ chức cuộc họp báo này, Duy Long cũng hy vọng là quý vị hãy đón nhận cuốn tiểu thuyết này lần đầu tiên Duy Long viết về cái đề tài này, và hy vọng quý vị sẽ đón nhận nó cũng giống như là quý vị đã đón nhận tác giả Duy Long từ trước tới giờ, có được không ạ? Đón nhận cái gì chứ, mọi người nhìn đi, tôi vừa mới nhặt được cái sáp này ở bên ngoài đó, mọi người nhìn nè. Ủa cái gì? Có chuyện gì xảy ra vậy? Đang phá cái gì vậy? Mọi người nhìn xem đi. Nhà văn Duy Long nổi tiếng tài năng nhưng bay bướm, quen nhiều cô gái nhưng không thật lòng với ai nè mọi người. Anh giải thích đi anh Duy Long. Mọi người bình tĩnh, mọi người bình tĩnh. Chuyện đâu còn có đó. Đâu đó gì nữa chú. Ở ngoài trước á, người ta rải truyền đơn tùm lum hết trơn. Nội dung là nhà văn Duy Long lăng nhăng, rồi nhà văn Duy Long bắt cá hai tay, quăng từ lứa ngoài đó hết trơn. Trời, rồi bây giờ xấu hổ quá. Mày làm gì mà nói em xong vậy? Dạch áo cho người xem lưng hả? Cái gì mà dạch áo cho người xem lưng? Người ta làm như vậy là thiếu điều lột trần ra luôn rồi. Ôi rồi, cái này á là người ta đem mấy tờ giấy này, người ta muốn phá đám ở chỗ của mình mà. Đây là mấy cái tòa soạn khác nó chơi mình đó. Mong nhà văn Duy Long cho chúng tôi câu trả lời thỏa đáng nhất. Đúng rồi, đúng rồi. Cho câu trả lời đi. Rồi đó, cho câu trả lời đi. Đúng rồi đó. Dạ mọi người cứ bình tĩnh. Thật ra thì tôi không biết là cái người mà viết ra những tờ giấy này nhằm mục đích gì. Nhưng tôi xin khẳng định, Duy Long tôi cay ngay không sợ chết đứng. Tôi biết các độc giả, đặc biệt là các độc giả nữ sẽ rất là buồn khi mà tôi thông báo thông tin là tôi đã có bạn gái. Và tôi biết các bạn sẽ buồn hơn khi mà biết người mà các bạn hâm mộ là một kẻ dối trá. Nhân tiện ở đây tôi xin chia sẻ luôn, Duy Long tôi từ trước tới giờ không phải là một người dối trá hay là bay bướm. Đúng là Duy Long đã có bạn gái. Bạn gái của Duy Long không muốn Duy Long tiết lộ sớm cái chuyện này ra với đại chúng, cho nên Duy Long chưa có dịp để mà chia sẻ niềm vui của Duy Long với tất cả mọi người. Duy Long đang rất là an vui với cái tình cảm này. Và Duy Long hy vọng là tình cảm này sẽ được tiến xa. Chúc mừng anh Duy Long, hồi đó Duy Long thiệt vời quá. Vậy cô gái ấy có mặt ở đây không anh Long? Thật sự là hôm nay cô ấy rất là bận cho nên không đến đây chung vui Duy Long được. Bạn gái của Duy Long là một bác sĩ rất là giỏi. Ôi, ổn Duy Long, tuyệt vời. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn mọi người. Đây là chuyện tình cảm riêng tư cho nên Duy Long muốn giữ riêng cho mình. Và cũng như là Duy Long muốn bảo vệ cảm xúc cho cô ấy là chính. Hy vọng là quý vị tôn trọng cái cảm xúc cá nhân riêng tư của Duy Long, ủng hộ Duy Long nha. Anh Duy Long ký cho em nữa. Ok. Dạ. Cảm ơn em. Rồi, đưa cho. Cảm ơn em. Tặng anh nè. Chúc mừng anh. Cảm ơn em. Anh Duy Long, anh có thấy không? Em mới chính là người quan tâm tới anh nhất đó. Còn cái người mà anh gọi là bạn gái thì anh coi ngày hôm nay là ngày quan trọng của anh đến như vậy mà lại không có mặt. Ý cô là sao?
anh đừng có nói dối nữa, đừng có dối lòng mình. Em biết đó, cứ mỗi lần mà anh nói dối á là mắt anh sẽ nhìn thẳng vào một điểm, nhíu nhíu lại, hai tay của anh sẽ siết chặt lấy nhau, có đúng không? Ý cô là sao? Cho dù á chị Quỳnh chỉ có không ủng hộ anh đi chăng nữa thì vẫn có em ở đây, em sẽ ủng hộ anh bằng mọi cách, sẽ đồng hành với anh dù cho bất kỳ giá nào. Cô nói linh tinh gì vậy? Ai cần cô đồng hành cùng tôi? Em sẽ chứng minh cho anh thấy em chính là người đồng hành tốt nhất của anh. Em ái mộ anh. Chào nhà văn Duy Long. Anh nhìn có vẻ quen quen ta. Anh quen với tôi là phải rồi. Bởi vì tôi là anh hai của con Hân, là tình địch của anh đó. Bởi vì vậy anh đừng có mơ mà quen lâu dài với Quỳnh. Bởi vì chuyện đó không có xảy ra trong thực tại đâu. Ôi sĩ, 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 cậu sĩ, cậu sĩ, cậu sĩ. Ủa, cậu sĩ đi đâu vậy? Mình còn buổi họp mặt mọi người chung vui với nhau nữa. Ôi trời ơi, bởi vì cái người tốt người ta làm, người ta đâu có cần báo ơn gì đâu, thấy không? Hay thiệt. Ông nói ai là người tốt? Hả? Đó, cái người đó đó chính là cái người tài trợ cho cái buổi họp báo ra mắt của Tiểu Thuyết hôm nay nè. Kính mời quý khán giả đón xem diễn biến tiếp theo của bộ phim truyện Việt Nam Rồi 30 năm sau, 20 giờ từ thứ Hai đến thứ Bảy trên truyền hình Vĩnh Long 1, và xem lại độc quyền trên truyền hình Vĩnh Long Y, tải app ngay trên Google Play và App Store.